Việc trang bị dây chuyền sản xuất tự động là lộ trình để công ty cổ phần Trafaco tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả, tránh lãng phí, nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Do vậy mà số điện công ty năm 2023 đã giảm hơn 700 kWh, khoảng 9%, tương đương tiết kiệm được 900 triệu đồng so với năm 2022. Khi đầu tư các cái dây chuyền sản xuất hiện đại như này, ngoài cái việc năng suất chất lượng được đẩy lên thì sử dụng năng lượng được ngày càng được tối ưu hóa. Trước đây thì một năng suất thấp thì các cái phần phụ trợ, năng lượng tiêu tốn cho các phần phụ trợ nó rất là nhiều, nhưng đến hiện tại chi phí sản xuất sẽ được giảm. Cùng hành động vì một mục tiêu chung, tiết kiệm điện thành một thói quen là những thông điệp về giờ trái đất năm nay. Song đối với các hộ dân, đặc biệt là những người tham gia sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thì đã được thực hiện thường xuyên từ nhiều năm nay. Việc có ý thức tiết kiệm luôn kết hợp trong sinh hoạt và sản xuất luôn được hộ dân này thực hiện. Sự kiện giờ trái đất năm 2024 diễn ra trong một giờ từ lúc 20:30 đến 21:30 thứ Bảy tuần này, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Sự kiện này càng có ý nghĩa quan trọng trong khi mùa hè năm nay dự báo Hưng Yên nằm trong vùng bị thiếu điện, đường dây cao thế 500 kV Quảng Trạch Phố Nối đang phải gấp rút thi công để khắc phục tình trạng này. Công ty cũng đã phối hợp với Sở Công Thương để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng thực hiện tiết kiệm điện trong cái phạm vi sử dụng điện của mình. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã tổ chức truyền thông, thông tấn báo chí, các cái hệ thống loa phát thanh của huyện, xã, phường, thị trấn để đưa tin tuyên truyền đến đông đảo người dân, tổ chức sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.